Sao cô này lại nằm ở đấy? Say rượu á? Ôi dồi ôi, cô ngủ ngon thế nhở? Ngủ ngon nhở? Ôi, ngủ ngon thật mọi người ạ. Cô ấy ngủ giữa một cái đường như này. Thế này, cái đường này mà xe máy nó hay đi qua, nhưng mà cô cũng không nằm vào sát lề đường đâu. Cô ấy nằm gần ra giữa đường rồi. Cô ngủ ngon thật đấy. Nếu mà gọi dậy sợ bà cáu ấy. Chắc là phải đợi bà ngủ một lúc nữa. Rất là sợ xe đấy. Sợ xe máy đúng không? Vâng. Em phải ngồi đây em trông để xe máy không đâm vào bà đúng không? Vâng. Ừ, hay là mình kéo bà vào sát lề đường một tí được không nhỉ? Thế em kéo bà vào sát lề đường đi. Ừ, bà không chửi à? À. Bà con xin lỗi để bà thức giấc. À bà nghe được à? Có trao. Say rượu rồi thì ngủ. Ừ. Bà bảo như thế cho anh ạ. Ừ. À bà bảo say rượu thì ngủ à? À. Thế ở trên này nó là xã gì? Xã Xíu Xà Lũng. Xíu Xà Lũng. Ừ. Nhà em ở trên đấy đúng không? Ừ. Đấy bà còn không cầm được cái con dao cả. Ếch, bà cẩn thận. Đi. Thế bà không cắt cỏ nữa thì mình về nhà bà chơi đi. Thôi trời ơi, đi uống rượu say xong rồi không làm được việc nữa. Ngủ ở giữa đường luôn. Thì em làm thì được rồi. Ừ, bà say rượu thì bà ngủ thì được. Ừ. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Ly. Ly à? Ly 15 tuổi. Đây là Vàng Mỹ Ly. Vàng Mỹ Ly. Vàng Mỹ Ly. Vàng Mỹ Ly à? Vâng. Hôm nay tôi với Ly, với cả Vũ và bà sẽ đi cùng nhau một đoạn đường về nhà bà xem mà cuộc sống của bà và em Ly như thế nào. Thì cái ngôi làng này mình cũng chưa đi bao giờ. Ngày hôm nay mới mò vào đến đây. Thế em năm nay 15 tuổi. Wow. Thì ngoài đi lấy cỏ bò em sẽ làm những công việc gì? Thì ở nhà. Ở nhà. Wow. Đã đi ra ngoài kiếm tiền bao giờ chưa? Tức là đi làm thuê ấy. Em công nhân. Chưa ạ. Chưa à? Wow. Chưa đi làm. À 15 tuổi thì cũng không nơi nào nó nhận nhỉ? Chưa đủ tuổi để đi làm thì các bạn không lấy đấy. Ừ, người ta không lấy. Ừ. Ừ. Thế em đã có ý định lập gia đình như lấy vợ chưa? Em chưa ạ. Chưa đúng không? Làm kinh tế đã nhỉ? Kiếm tiền đã đúng không? Vâng. Ừ. Wow, xin chào mọi người. Hay quá. Làm vlog à? Mình làm vlog. Mình đang đi theo cụ bà say rượu này về nhà. Cụ bà này. Đấy nãy anh bảo đúng không? Anh bảo là mình cô ấy say rượu thôi chứ không có gì đâu. Thế mấy anh em là ở đâu? Tụi mình ở ngoài Huế, A Lưới. Ôi chơi nhạc hay quá. Chào bà. Ui, mấy anh em chơi nhạc hay cực. Mình hai anh trai. Bà phải dừng lại để nghe này. Bà gặp một ban nhạc chơi hay quá, bà cũng dừng lại để nghe. Đi. Thôi bà cháu mình về nhà tiếp đi. Chào các bạn, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sớm phát triển kênh nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Mọi người xem kênh này qua hai anh trai xem nhé. Ok. Chao Vlog. Chao Vlog. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye anh em. Đi, bà cháu mình về tiếp đi. Mua phổ. Đi. Mù là người thì có con tê hả? Mùa chế. Cái anh kia cái tao dày thế nhỉ? Ừ. Chào chị. Đi làm gì về đây? Lấy cỏ à? Thế à? Xinh gái thế? Có chồng chưa? Chị Pau à? Xinh gái này thì rung cao hả? Bảo là chủ ảnh ở Điền, Thái Lan, sao xấu hổ ấy. Xấu hổ à? Vâng. À, không xấu hổ đâu, em chụp ảnh nó không có đau. Thấy mình xinh gái thì mình phải chụp ảnh ấy. Chụp ảnh không xấu hổ đâu, nó có đau đâu. Đi, mình về nhà tiếp đi. Anh nói anh, thằng kia cái tao dài đấy này. À, ừ. Cái tao này em không thích đấy. À, không thích thằng tao dài à? Vâng, em không thích thằng tao dài. À, sao lại không thích? Bảo đi nắng thì nó nóng ấy. À, nắng thì nó nóng. Nóng thì rửa hết thì không nóng rồi. À, trời nắng mà nóng quá mình rửa cái tóc nó không hết nóng đúng không? Vâng. Mình gọi là gội, không phải gọi là rửa. Rửa. Rồi đi, đi không cho nặng. Đi. Cái tóc kia dài thế nữa, ôi giời ơi. Cá như thế thì rất là đẹp. Dài, dài thì xấu quá. Ừ. Cái tóc dài như thế thì làm như thế đây. Ừ. Uống ra này ấy. Ừ. Kỳ này này. Ừ. Và... Em thích để tóc dài không? Ê, không thích ạ. Không à? Vâng. Ừ. Thôi nóng lắm nhỉ, bởi vì mình đi lao động. Vâng. Để dài thì nó ra nhiều mồ hôi, ướt. Bết. Mình lại khó rửa nhỉ? Vâng. Khó rửa tóc. Ly có một cái định nghĩa rất hay. Gội đầu thì Ly gọi là rửa tóc. Ban đầu tôi cũng không nghĩ là cái ngôi làng của Ly nó lại phải đi lên cao như này. Bởi vì khi mà nhìn từ dưới lên thì không nhìn thấy được đỉnh. Mà đi bộ cũng khoảng 20 phút rồi mà chưa tới nơi. Cái bó cỏ này nó khoảng bao nhiêu cân hả Ly? Không biết rồi. Không biết à? À. Ly em có muốn đi học không? Em không đi rồi. Vì sao? Không có tiền đi đấy. Không có tiền à? À. Chào người đẹp. Mẹ con đi đâu đây? Em đi đâu đây? Em đi đâu đây? Hả? Đi Hà Giang á? À, đi hái rau à? Ôi, anh lại nghe tưởng đi Hà Giang. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 15. 15 à? Thế em đã lấy chồng chưa đấy? Chưa à? Ăn kẹo không? Ăn kẹo này, tặng em này. Tặng em cái kẹo này. Đừng xấu hổ. Tặng em cái kẹo này. Cô bé. Cô bé xấu hổ quá. Thôi tặng mẹ vậy. Tặng mẹ. So sinh. Chào em nhá. Bye bye em. Cô bé có người yêu chưa em? Chưa à? Vâng. Ừ, thế bảo sao xấu hổ thế. Nhưng mà con gái Mông có ghét con trai Kinh không? Có hai con trai bị bé. Không, ý anh bảo là con gái người Mông ấy. Con gái người Mông thôi mà. Có ghét con trai người Kinh không? Không ạ. À? Ừ. Thế em có thích con gái người Kinh không? Kia. Không, em có thích con gái người Kinh không ấy? Ê, không ạ. Không à? Không. Thế chỉ thích con gái người Mông thôi à? Vâng. Ừ. Thằng tao dài kia là con trai thôi mà. À, em vẫn ấn tượng với cái anh tóc dài vừa nãy à? Vâng. À, anh đấy là con trai. Thì anh nhìn thì ai biết đấy. Ừ. Con gái tóc dài thì ai biết. Ừ. Con trai thì em biết. À, vâng. Em chưa gặp con trai tóc dài bao giờ đúng không? Vâng. Em không. Ừ, em sợ đúng không? Vâng. Ê, nhà ở dưới thế này. Nhà em đâu? Nhà ở dưới này. Thế phải đi đường này à? Vâng. Ừ. Thì con bà đi ở dưới này, em thấy rau đi để ở kia. À mẹ em lấy rau đi để cho bò gì. Wow. Ừ anh đi xem cái chuồng bò nhà em. À, bà cứ về nhà trước đi. Ừ. Bà mùi. Để ta con đi cho mỏng luôn nha. Vì mình thấy dáng cậu bé Ly này cũng rất là vất vả. Một ngày em sẽ đi lấy cỏ bò mấy lần? Em lấy nhiều đấy. Nhiều lần à? Vâng, nhiều lần. Ừ. Thằng này để xe gì ở đấy đấy. Ừ, ai để xe kiểu này nhỉ? Mình phải lách lách qua. Để như thế thì cảnh sát đó là bán xe đấy nhỉ? Cảnh sát để như này cảnh sát bắt xe luôn đấy nhỉ? Vâng, để bán luôn ấy. Nhưng mà trên này làm gì có cảnh sát. Vâng. Ồ, có một chú chó cột đây. Rất là đẹp luôn. Tiêu tiêu tiêu. Ấy. Con chó này là nhà Ly có 3 con bò nhỉ? Hai con thôi. Hai con à? Vâng. Có một cô thì ở giữa nhà rồi. Ừ. Ở trên chuồng này có 2 con thôi đúng không? Vâng. Bò này là sẽ nuôi để đi cày à? Vâng. Công việc của một cậu bé 15 tuổi, học hết lớp 9. Gia đình không có điều kiện để đi học tiếp cấp 3. Mà muốn đi ra ngoài kiếm tiền thì cũng chưa được, bởi vì là người ta chưa nhận những cái lứa tuổi lao động mà nó 15 tuổi. Ủa? Vị thành niên. Anh đi đâu đấy nhỉ? Ừ? À, cạnh anh. Ồ. À, bạn anh á? Ừ, bạn anh ở ngoài. Bây giờ anh em có thấy thằng anh kia là hai anh à? Hai anh nhé. Ừ. Ôi, em bé. Em bé đáng yêu quá. Cô bé này rất là xinh gái này. Ở đây không hiểu sao trẻ con rất là đẹp nhá mọi người nhá. Nó những cái nét đẹp của nó này nhìn rất là ấy luôn. Con ra đây, chú xem nào. Đây này, hai đứa này này. Không, xinh không? Rất là xinh luôn. Nhưng mà ai cắt cho con hụt cái mái như này này. Mà bây giờ trông giống như là kiểu cô gái Nhật Bản đấy. Con tự cắt đúng không? Hai đứa nói được tiếng Kinh không? Ừ? Hả? Đấy, cắt một tí tóc nó hụt này trông cũng đáng yêu nhỉ? Trẻ con vùng cao nhìn đáng yêu thật sự. Thôi con cho em bé vào nhà đi. Gió lắm. Đứa này nó mới sinh được mà. Em lạnh quá sao này. Ừ. Mới sinh đấy. Đấy, đi vào nhà đi. Cho em đi vào nhà đi. Cho em vào nhà đi. Ừ. Mù chế đi. Mù chế đi. Đây là bố hay ông? Bố à? À thế thôi vào thăm gia đình cá nhân nhỉ? Thế nhà mình nhà nào? Nhà này à? Nhà này. À. Ngôi nhà này cũng hơi siêu vẹo đấy mọi người ạ. À, có chuồng trại này, có nơi để nuôi những con gia súc. Gia chủ cũng nuôi mấy con chim chả mào. Nhà được làm bằng những cái bức tường đá để rào như này. Ồ, tôi cứ tưởng là nhìn ở phía ngoài thì thấy tường rào đá rất là hoành tráng. Mà ai ngờ vào trong cũng không được đẹp cho lắm. Này anh Bảo, Ly ơi. Thế hôm nay là ngày đi học mà mấy đứa này nó không đi học à? Đúng ý. Thằng này đi đâu, hôm nay là ngày... Thằng anh trai này đi đâu. Thế còn bé này thì sao? Ở nhà thôi, không đi học. Không được đi học hay là không đi học? Không đi học. Nó tự không đi học? Vâng. Hay là bố mẹ không cho đi học? Không cho đi học đấy. Bố mẹ không cho đi học á? Vâng. Anh ơi, vào đây em hỏi tí. Em thử hỏi bố bé là tại sao lại không cho bọn nó đi học? Nếu thế ủa chẳng... Ô họ chỉ 4 年 才 một cả. Bảo là... Đau cổ đây đấy. À, đau cổ á? À? Đau cổ ở đây. Đau cổ à? Wow. Là con bị ho hay là bị ốm? À, nhưng mà tóm lại là nếu mà không ốm thì vẫn được đi học cái gì? Hả Ly, nếu mà không ốm thì vẫn được đi học cái gì? Wow. À, đây là đang ốm nên phải ở nhà thôi gì? Wow. Ừ, thế anh cứ tưởng là không cho đi học thì chết dở. Xinh xắn này không cho đi học, phí quá. Rồi, cảm ơn gia đình nhá. Thôi cũng thăm hỏi gia đình thế thôi, là đi về nhà Ly chơi đi. Đi. Đứa nào đi chơi cùng chú không? Con đứa nào đi chơi cùng chú không? Đi nhà chú Ly chơi không? Mọi người đây cũng vẫn rất là e dè. Mấy đứa này đi chơi với chú không? Đi. Đi nhá. Đứa Nhật Bản kia đi không? Rồi, bye bye các con nhá. Bye bye. Bye bye. Sự xuất hiện của mình cũng khiến cho ngôi làng hơi xáo trộn một chút. Mọi người đứng ra đây chơi rất là đông. Các con thì cũng ăn kẹo rất là vui. Thôi bây giờ đi về nhà Ly đi. Đi. Em chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Đi. Thế nhà mình chưa có đường bê tông vào nhà. Chưa có. Ừ. Nhà em có xe máy không? Em có mà, ở xe là đổ ghế này. À, xe để em để trên đường à? Vâng. Đây chính là ngôi nhà của em ấy đúng không? Vâng. Đâu, nhà nào? Nhà Đại. Ồ, thế nhà của Ly quá là hoành tráng này. Nhà của Ly rất là rộng và được xây rất là kiên cố luôn. Nhà của em đẹp quá em ạ. Nhà đẹp quá. Ừ. Làm váy. Nhà em có gì đấy? À Ly? Nước. Nước à? Vâng. Ồ thế là cô vừa đi gùi nước về à? Vâng. Mình lại cứ tưởng là Ly có bán rượu, hóa ra là cô vừa đi gùi nước về. Thì trên này nước sinh hoạt nó rất là thiếu, nên là phải gùi từng cái can như này về để sử dụng. Ừ. Bà đâu rồi nhà em nhỉ? Bà ngủ rồi. Bà lại ngủ ra. Bố. Ô sao đó nhỉ? Hãy ô nào nhỉ lò này. Ơ người bà của tôi lại ngủ rồi. Thôi được rồi. Bà ngủ đi, bà ngủ đi. Con chỉ đến thăm gia đình một chút thôi để tìm hiểu về gia đình mình thôi. Nghe thấy như này là cũng hoành tráng rồi. Khang trang kiên cố rồi. Nhà xây rất là đẹp. Thôi, em cứ bảo bà ngủ đi, bà ngủ đi. Bà ngủ đi. Mô pư hay là mô pư nhỉ? Mô pư đúng không? Ừ. Bà ơi, con chào bà nhá. Chúc bà sức khỏe và lần sau bà uống ít rượu đấy nhá. Vâng. Nên tiền lử giàu mà có họ cha má họ chờ cái gì? Họ chơi thì họ ít thôi. Ít thôi vâng. Thôi bà ngủ đi ạ. Căn phòng của bà cũng khá là rộng, nhưng mà cái chỗ nằm thì nó không được đấy cho lắm. Thôi được rồi, như thế này là cũng được rồi, cũng khá hơn rất nhiều những chỗ khác rồi. Con chào bà. Thế thôi Ly ạ. Anh đến gia đình em thì thấy gia đình nhà thì anh cũng rất là yên tâm rồi, cũng rất là hài lòng rồi. Nhà mình quá to và đẹp rồi. Chúc sức khỏe em nhá. Thì cố gắng lao động kiếm tiền nhá. Xong rồi sau này lớn lên thì đi ra ngoài như nào nữa thì đi sau nhỉ. Bây giờ ở nhà đã. Bao giờ lấy vợ mời anh nhá. Vâng. Ừ. Ok. Ừ. Tôi để ý bên trong ngôi làng thì có một ngôi nhà. Ngôi nhà này thì được lợp bằng bạt dứa. Cũng có rất nhiều những người đàn ông đang ở đây để buôn dưa lê. Ngôi nhà này, đây có phải ngôi nhà nữa không biết hay là cái lều. Nhà của ai? Nhà của em này ạ? Con. À, em này là con trai của chú này. À. Là còn một thằng em ở trên này nữa. Còn một thằng em ở trên nữa. Ừ. Thế đây là nhà em đấy hả? Em nói được tiếng Kinh không? Không biết. Đấy vừa trả lời không biết thôi. Thế là hai vợ chồng ra ở riêng lâu chưa? Thời gian được năm hay lại hơn năm rồi. Hơn một năm rồi anh. Thế anh có phải người đây không ạ? Anh ở đây. Anh lên đây chơi à? Mò lợn thôi. À anh lên đây tìm lợn bán à? Lợn tìm dê. À anh đi buôn. Ôi rồi. Anh đấy. Bởi vì khi mà nhìn anh cái gì anh cũng mua à? Nhưng mà cái ngôi nhà này khi mà nhìn từ trên cao thì thấy những cái bạt này phủ lên thì cứ tưởng là cái lều. Tưởng cái này cứ chỉ có một cái phủ đa bạt nữa. Thế thì em phủ một cái bạt nữa. Hai anh em. Thế hai vợ chồng đẻ được mấy đứa rồi? Thế tuổi là o là có hai đứa rồi. O tù là hai đứa. Anh vào nhà chơi tí nhá. Vào đi, vào đi. Tôi thử vào quan sát qua cái ngôi nhà này. Vì nhìn ở ngoài nó không giống ngôi nhà. À đây hai cô bé xinh xắn vẫn đang ngồi đây. Rất ấn tượng với hai cô bé này. Thôi để vào xem ngôi nhà này như nào đã. Vào thoải mái đúng không anh? À, đây là cái chỗ sinh hoạt dùng nước của gia đình này. Có hai cái can nước. Ở trên là một cái mái như này để lấy ánh sáng tự nhiên. Đây là đồ ăn của gia đình này. Một cái bàn này có một ít cơm. À, thấy cô vợ đang nhặt rau bí. Oh, đây một đứa nữa này. Là hai đứa con gái. Em nói được tiếng Kinh không? Không biết à? Nói được nhiều không? Học hết lớp mấy rồi? Học hết lớp 9 nhưng mà không biết. Học hết lớp 9 nhưng mà không biết nói tiếng Kinh à? Ừ. Thế vừa trả lời anh kia lại bảo không biết. Thế hai vợ chồng ra ở riêng lâu chưa? Không biết à. Thế bao giờ thì định xây nhà? Làm lại nhà? Không biết, không biết à? Ừ. Thực sự là cái ngôi nhà này nó quá là tôi không biết nói diễn tả như nào nữa, bởi vì nó đều làm bằng vách tre hết. Thậm chí là mình cũng xin phép vào xem cái chỗ ngủ của gia đình này. Có một cái giường bé như này thôi mà 4 người mà ngủ trên này làm sao mà ngủ được nhỉ? Bởi vì thấy nhà chỉ có đúng một cái giường thôi, phía bên ngoài không thấy. 4 người ngủ trên này á? Không phải như vậy chứ. Hai cô gái xinh xắn. Này anh ơi, em hỏi tí, anh em thấy nhà có mỗi một cái giường ấy. Đi đâu hai vợ chồng thôi mà. Thế hai vợ chồng với hai đứa con là ngủ cùng đây, ngủ trên một cái giường bé tí thế. Thế đúng. Ôi giời, sao không làm cái giường to to một tí nhở? Lười với những cái chê này có đẩy. Ừ, sao chả chịu làm cái giường to to một tí, bé tí làm sao mà ngủ được. Đâu mà làm, muốn làm không có tiền. Thì tất nhiên là bây giờ thì không có tiền, nhưng mà phải đi làm thì mới có tiền để xây đúng không? Đấy. Với nó vận chuyển vật liệu xe ô tô nó không đến đây ấy, nó có xe máy vận chuyển một khoảng đường nữa ấy. À, bởi vì cái đá đây có, đá đây mình không chịu khó khác làm cũng được. Chỉ làm nương thôi chứ có làm gì ạ. Mà chú cái khu này thì làm được cây ải được một tí vào trong này á, được bằng tay nhộ xong là mình bới trồng ngô thôi. Khó lắm. Thế còn việc xây nhà ở trên này thì sao anh? Xây nó cũng đứa đấy, mỗi tuổi là vận chuyển cái vật liệu nó nhiều đấy. Vận chuyển vật liệu nó nhiều. Tầm 15-20 triệu người ta cũng kè xếp như những cái bên kia mà. Nhưng cái dưới này cái lúc nãy, cái lúc rằng ly đấy, tầm 15-20 triệu người ta cũng kè tuyệt công. À, cái con đường để mà lấy vật liệu lên đây ấy. Đến đây là một gói, một bao xi nó lấy tầm 15-20 nghìn rồi đấy. Thế giá một bao xi là bao nhiêu tiền anh? Đây vào tầm 8-90 nghìn đấy. À, 8-90 nghìn mới mang được một bao xi vào đây. Đấy. Năm đinh mấy đi, năm 2015 anh làm con của anh được từ thẳng dưới kia lên 1 tấn nó 1,7 triệu đấy. À. Nói chung là ở cái nơi nó đã cao lắm rồi, mà để làm được cái nhà nó còn khó hơn nữa. Khó hơn nhiều. Bởi vì là cái con đường mà đưa được vật liệu vào, ô tô nó đỗ được trước cửa như ở nơi là khác. Là đứa nhiều. Chứ còn như này thì lấy người với xe máy chuyển thôi. Xe máy thôi, đây là chuyên xe máy thôi. Nó đỡ được cái đoạn này còn đỡ tí. Mấy năm trước đi này, vào đây như lúc đấy các chú phải đi bộ thôi. Nó đắp bùn bằng này luôn, bỏ xe luôn. Đường bây giờ nó khó lắm. Vào bên này, vào bên trong này toàn đi mình đi bật đường này trên đá thôi, thì tầm cây số không có đất đâu. Toàn đá thôi. Trong này vẫn có người mà, vẫn có xóm đấy mà. Thế thì anh mà là người hay vào bản, vào làng mua dê, mua lợn đấy. Anh đi nhiều nhất. Dựa theo anh nhận định thì cái ngôi nhà của hai vợ chồng này thì bao giờ hai vợ chồng ấy mới làm được một cái nhà mới? Cái này là không có nhà nước ủng hộ là nó không làm được đâu. Không có nhà nước ủng hộ không làm. Anh nhìn là không được. Còn nuôi con nuôi cái nên không làm được. Cái mức độ khả thi để làm được một cái nhà mà hai vợ chồng tự bỏ sức ra là bất khả thi. Theo như anh. Thiếu chịu khó vẫn làm được. Thì nhà nước ủng hộ một phần mình làm, mình vẫn đầu tư em ra, mình bỏ công ra một phần mình cũng làm được. Như đá mình tự đập một thời gian mình nghiền ra là mình đánh đóng gạch đóng giếc là làm được. Quan trọng là sự cố gắng của hai vợ chồng. Đấy do mình thôi. Chịu khó vấn đề đó. Và sự giúp đỡ của láng giềng hàng xóm. Bạn ở cái nhà này thì cũng là lụt sụt quá thì trông nó có giống cái nhà đâu. Nhiều thì ban đầu em tưởng nó là cái lều ấy chứ. Anh cho hai đứa ít quà ấy, cầm giúp anh ấy. Hai vợ chồng cố gắng nhá, anh cũng không có nhiều lắm đâu, anh cũng đang vội về nữa. Hai vợ chồng cầm ít quà nhá. Ừ, thôi cố gắng nuôi con nhá. Có vẻ là không biết tiếng Kinh. À, bye bye con gái nhá. Bye bye.